Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 7 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa rào và dông, vài nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Nam Bộ, Tây Nguyên và các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối đến đêm, mưa rào và dông. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, sau vài ngày có mưa giải nhiệt, thì hôm nay lại giảm mưa, nắng nóng quay trở lại ở vài nơi. Từ ngày 7 tháng 5 đến 9 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ đêm 7 tháng 5 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Các tỉnh, khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng và trưa nắng nóng, đầu giờ chiều có thể có mưa rào và dông rải rác. Về đêm oi bức, nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!